Vừa qua, AFC ra thông báo về việc áp dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động tại toàn bộ các trận đấu thuộc vòng chung kết của Asian Cup năm 2023, nơi có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Công nghệ bắt việt vị bán tự động sẽ sử dụng 12 máy quay chuyên dụng theo dõi chính xác vị trí bóng và cầu thủ trên sân. Đặc biệt, toàn bộ vị trí trên cơ thể liên quan đến việt vị đều được xác định. Đáng chú ý, sau khi thông tin này được công bố, tờ Thank You của Thái Lan bất ngờ nhắc tên đội tuyển Việt Nam trong bài viết có tiêu đề, trong khi nhiều nước vui mừng vì sao Việt Nam lại không thích công nghệ bắt việt vị bán tự động. Tuy nhiên, Thank You cho rằng Việt Nam sẽ quen thuộc với công nghệ VAR hơn là công nghệ bắt việt vị bán tự động. Bởi vậy, các cầu thủ Việt Nam sẽ không tránh khỏi sự bỡ ngỡ khi công nghệ bắt việt vị kiểu mới lần đầu được áp dụng ở Asian Cup. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA ước tính công nghệ việt vị bán tự động sẽ giúp các trọng tài chỉ mất trung bình 20 đến 25 giây để ra quyết định, so với 70 giây để xem lại bằng hình thức trước đây. Trước đó, tại Asian Cup 2019 diễn ra ở UAE, chỉ áp dụng VAR từ vòng tứ kết. Theo kế hoạch, Asian Cup 2023 được diễn ra ở Qatar từ ngày 12 tháng 1 năm 2024 đến ngày 10 tháng 12 năm 2024 tại Qatar. Kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam nằm ở bảng D với các đối thủ Iraq, Indonesia và Nhật Bản.